Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát sóng hàng ngày trên kênh HTV7 và HTV9 vào lúc 18 giờ 30 phút. Hôm nay ngày 14 tháng 8, 60 giây sẽ có những thông tin nổi bật sau đây. Biết rõ tên và xuất xứ của vaccine trước khi tiêm, sự minh bạch giúp người dân tin tưởng đi tiêm vaccine. Lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các hành vi trục lợi trong mùa dịch. Sân bay Changi của Singapore mất danh hiệu sân bay tốt nhất thế giới. Giả dạng công nhân ra đường trộm cắp tài sản, hai đối tượng vừa bị công an bắt giữ. Thưa quý vị, để tiếp tục chiến dịch tiêm chủng, Thành phố Hồ Chí Minh đang tận dụng tất cả nguồn vaccine phòng COVID-19 đang có. Người đi tiêm được biết rõ tên và xuất xứ của vaccine, nếu không đồng ý tiêm có thể ra về và chờ đợt sau. Sự công khai minh bạch này giúp cho người dân tin tưởng và tham gia hoạt động tiêm vaccine của thành phố, ghi nhận tại điểm tiêm chủng ở trường tiểu học Huỳnh Văn Chính, quận Tân Phú vào sáng nay. Qua bước khám sàng lọc, giao đến bàn tiêm, nhân viên y tế một lần nữa nhắc lại vaccine được tiêm là Verocell. Chỉ khi người dân đồng ý thì nhân viên y tế mới tiến hành tiêm. Hôm nay mình được tiêm cái loại vaccine Verocell của hãng Sinopharm Trung Quốc. Đây là một trong 5 loại vaccine được Tổ chức Y tế Thế giới chọn tiêm cho người dân phòng ngừa đại dịch thế giới. Mình không quan tâm đến số liệu mà báo chí người ta đưa gây hoang mang. Quan trọng là sau 2-3 tuần nó tạo được kháng thể giúp cho quý cô bác anh chị mình không bị nguy hiểm khi nhiễm COVID. Có một cái tiếng nói của đồng chí lãnh đạo địa phương thì bản thân người dân vẫn sẽ an tâm hơn và nếu mà tự nguyện tiêm thì chúng tôi sẽ sẵn sàng tiêm thôi. Hiện đã có 4,3 triệu người được tiêm vaccine. Thành phố đang phấn đấu ít nhất 7 triệu người nữa được tiêm để đạt ngưỡng miễn dịch cộng đồng vào cuối tháng 8. Để hỗ trợ người dân có thể tiếp cận dịch vụ y tế, lương thực thực phẩm thuận tiện hơn, nhiều ứng dụng đã được triển khai kịp thời. Việc này phần nào giúp người có hoàn cảnh khó khăn có thể dễ dàng tiếp cận với sự giúp đỡ của cộng đồng. Một trong những ứng dụng đó là Zalo Connect, hiện đã được triển khai tại nhiều tỉnh thành. Người dùng truy cập tính năng Zalo Connect ngay ở đầu trang nhật ký Zalo và chọn Tôi cần giúp đỡ hoặc Tôi muốn giúp đỡ. Zalo đã tạo sẵn các biểu mẫu như lương thực, nhu yếu phẩm, vật dụng y tế và tư vấn y khoa, tư vấn bệnh từ xa. Sau đó, người dân điền thêm họ tên, số điện thoại, địa chỉ để cộng đồng liên hệ nhanh chóng. Những cá nhân, tổ chức thiện nguyện, đội ngũ y bác sĩ tình nguyện muốn giúp đỡ những người đang gặp khó khăn thì bấm chọn Tôi muốn giúp đỡ. Giao diện sẽ hiện ra danh sách hoặc bản đồ những trường hợp cần giúp đỡ quanh khu vực sinh sống với đầy đủ thông tin cá nhân, địa chỉ, tình trạng cần giúp đỡ. Trước tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh và cả nước còn đang diễn biến phức tạp, thì việc ứng dụng công nghệ vào công tác phòng chống dịch là một trong những giải pháp hữu hiệu để người dân có thể hỗ trợ nhau nhanh chóng. Những ngày qua, một số đối tượng tìm cách trục lợi trên sự khó khăn, mất mát của người khác. Nạn nhân bị lợi dụng là những người đang cần hỗ trợ y tế hoặc người nhà cần lo hậu sự cho bệnh nhân mất giờ dịch. Lực lượng chức năng của Thành phố Hồ Chí Minh đang vào cuộc và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật. Hơn lúc nào hết, người dân hãy an tâm, tin tưởng, bởi Thành phố Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng sẻ chia, đồng hành, đặc biệt đối với gia đình có thân nhân qua đời. Đây là xe cứu thương giả. Dù không hề có nhân viên y tế, nhưng người thuê đã phải trả gần 4 triệu đồng cho đoạn đường 4 km. Xung quanh trung tâm hỏa táng này đã xuất hiện cò hỏa táng, dàn xếp thứ tự để trục lợi, gây mất an ninh trật tự. Công an các địa phương đang vào cuộc xử lý. Dịch là không lao động được, là kinh tế mình không có. Bị trục lợi thế này nữa là những người như thế này là phải tuyệt đối là phải răn đe gắt và mạnh. Thành phố Hồ Chí Minh đang cố gắng thực hiện chu toàn từ khâu tẩm liệm, vận chuyển, hỏa thiêu đến việc giao tro cốt cho thân nhân của người mất. Khi mà đến đây xong rồi thì chúng tôi sẽ có xe để đưa đón phần tro cốt này về tới tận nhà cho các gia đình. Gia đình cũng xin cảm ơn tất cả đã quan tâm và lo lắng giùm đưa hài cốt của má tôi về. Chăm lo chu toàn cho những người mất do đại dịch Covid được thành phố xem như bổn phận của mình. Đó cũng là những sẻ chia đầy nghĩa đồng bào. Nhằm tập trung ngăn chặn, đẩy lùi và kiểm soát dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có quyết định dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố trong 7 ngày kể từ 8 giờ ngày 16 tháng 8. Tất cả người dân tại thành phố Đà Nẵng không được ra khỏi nhà, thực hiện cách ly tuyệt đối nhà với nhà.
các cơ quan công sở, đơn vị giảm tối đa số lượng người làm việc tại trụ sở. Các doanh nghiệp sản xuất tại các khu công nghiệp được phép hoạt động nhưng với tối đa 30% số lượng lao động tại đơn vị. Các cơ quan đơn vị doanh nghiệp phải tổ chức 3 tại chỗ trong 7 ngày. Trong thời gian này, ngành y tế sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên toàn thành phố. Trong khi đó, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 16 tháng 8 đến hết ngày 25 tháng 8. Các huyện, thị xã, thành phố trên đất liền thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Riêng huyện Côn Đảo thực hiện theo chỉ thị 15, nhưng công tác phòng chống dịch vẫn được thực hiện chặt chẽ. Việc cấp giấy chứng nhận xe luồng xanh tạo điều kiện cho hàng hóa thiết yếu lưu thông tại các địa phương có dịch được coi là giải pháp hiệu quả, tránh ách tắc, đảm bảo lưu thông hàng hóa. Tuy nhiên, hiện đã có tình trạng một số lái xe lợi dụng hình thức này để vận chuyển hàng hóa hoặc lưu thông trái phép, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả phòng chống dịch. Một tài xế ở Đồng Tháp lợi dụng luồng xanh để vận chuyển thuốc lá lậu. Tại tỉnh Sóc Trăng và Đắk Nông, lái xe tải lợi dụng thẻ ưu tiên chở người trái phép về địa phương. Những ngày qua, nhiều vụ việc như thế này liên tục bị phát hiện. Chúng tôi cũng đề nghị các thanh tra các sở xử lý tại doanh nghiệp, tức là doanh nghiệp cũng phải chịu hình phạt là mỗi một xe là 7,5 triệu. Nếu chở hàng lậu là vi phạm các quy định về phòng chống buôn lậu. Nếu chở người trên xe tải là vi phạm quy định pháp luật liên quan đến vận tải. Trong quá trình tuần tra kiểm soát trên đường của lực lượng chức năng, thì khi chúng ta phát hiện thì chúng ta phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Nhiều lái xe dù gặp khó nhưng vẫn hợp tác. Ở chốt này thì là đòi hỏi đọc cái giấy giao nhận hàng, tìm hiểu xem là nào để xong rồi để mình thiếu cái gì bổ sung. Hiện cả nước có trên 250.000 phương tiện được cấp thẻ nhận diện gắn mã QR để ưu tiên qua chốt kiểm soát dịch. Để quản lý chặt nhưng vẫn bảo đảm luồng xanh, hoạt động hiệu quả, việc tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là rất cần thiết. Ngay sau đây trong chương trình, người tiêm vaccine bắt đầu được mua sắm tại các trung tâm thương mại ở Indonesia. Cậu bé 11 tuổi người Anh đi bộ hàng trăm km kêu gọi bảo vệ môi trường. Thưa quý vị, bang New South Wales của Australia hôm 13 tháng 8 đã ghi nhận thêm 466 ca nhiễm COVID-19, 4 trường hợp tử vong. Đây được xem là ngày đáng quan ngại nhất cho đến nay và các biện pháp hạn chế để phòng dịch đang được siết chặt hơn nữa. Trên thế giới, chính phủ nhiều nước cũng có những biện pháp quyết liệt về chương trình tiêm chủng trong bối cảnh biến thể Delta đang lây lan mạnh. Cảnh sát New South Wales, Australia cho biết họ sẽ mở chiến dịch bắt buộc người dân ở yên trong nhà kể từ ngày Chủ nhật 15 tháng 8 với sự hỗ trợ tăng cường của 500 binh sĩ của quân đội. Mức phạt cũng gia tăng đối với các hành vi vi phạm các biện pháp hạn chế vì sức khỏe cộng đồng. Người vi phạm lệnh cách ly tại nhà hoặc gian dối về giấy phép đi lại sẽ bị phạt đến 5.000 đô la Australia. Ai vi phạm quy định về mua sắm và tập thể dục bị phạt 3.000 đô la. Tại Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC đã phê chuẩn việc sử dụng liều tiêm vaccine ngừa COVID-19 thứ ba cho những người bị suy giảm miễn dịch. Dù được tiêm phòng đầy đủ, nhưng những người suy giảm miễn dịch vẫn chiếm tỷ lệ khá cao trong các ca nhập viện, từ 40 đến 44%. Trong khi đó, từ đầu mùa thu này, Canada sẽ yêu cầu các nhân viên liên bang, lao động trong các ngành do liên bang quản lý và một số nhóm đối tượng khác bắt buộc phải tiêm chủng. Sau khi tuyên bố vượt qua đỉnh dịch COVID-19 và đạt được miễn dịch cộng đồng tại hai đảo lớn là Bali và Java, hôm qua các trung tâm thương mại tại thủ đô Jakarta của Indonesia đã dần dần mở cửa trở lại để tiếp đón khách đã tiêm vaccine đến mua sắm. Dù các biện pháp hạn chế vẫn còn được áp dụng ở phần lớn đất nước, các trung tâm thương mại ở thủ đô Jakarta đã được phép hoạt động với 25% công suất. Theo đó, khách đến mua sắm phải xác minh đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 thông qua ứng dụng quét mã QR trên điện thoại thông minh. Đây là một giải pháp tích cực đối với trung tâm mua sắm. Điều này giúp khách hàng cảm thấy yên tâm rằng mọi người vào mua sắm đã được sàng lọc, được coi như là an toàn. Indonesia cũng đang nỗ lực ngăn chặn đợt bùng phát dịch COVID-19 mới do sự xuất hiện của biến thể Delta. Trong ngày 13 tháng 8, nước này đã ghi nhận hơn 30.000 ca mắc mới và hơn 1.400 bệnh nhân tử vong. Tổ chức Skytrax vừa công bố bảng xếp hạng các sân bay tốt nhất thế giới và nhiều giải thưởng khác của ngành hàng không trong năm 2021. Sân bay Changi của Singapore lần đầu tiên trong gần 10 năm qua đã để mất vị trí dẫn đầu. Sân bay Changi của Singapore luôn chiếm vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng gần một thập kỷ qua, nhưng năm nay chỉ xếp thứ 3.
Đứng hàng đầu trong danh sách các sân bay tốt nhất thế giới năm nay là sân bay quốc tế Hamad của Qatar nằm ở thủ đô Doha. Trong những năm qua, sân bay này liên tục được thăng hạng nhờ vào sự đầu tư khổng lồ vào cơ sở hạ tầng cùng dịch vụ của chính phủ Qatar. Tại sân bay Hamad, du khách được tận hưởng dịch vụ thuộc hàng cao cấp nhất thế giới cùng tour du lịch trung chuyển miễn phí. Đứng thứ nhì là sân bay Haneda ở Tokyo, Nhật Bản. Trong top 10 của danh sách còn có sự xuất hiện của sân bay Incheon, Hàn Quốc, sân bay Narita và Kansai ở Nhật Bản, sân bay quốc tế Hồng Kông, Trung Quốc, còn lại là các sân bay của châu Âu. Liên tiếp những vụ bê bối liên quan đến những nhân vật nổi tiếng đã làm rúng động làng giải trí Hàn Quốc. Hôm qua, cựu chủ tịch công ty YG Entertainment, ông Yang Yun-suk phải hầu tòa chỉ một ngày sau khi tòa án kết án cựu thành viên Seung Ri của nhóm nhạc Big Bang. Yang Yun-suk, người thường được nhiều nghệ sĩ gọi là bố Yang, đã cử đại diện pháp lý tham gia phiên tòa đầu tiên hôm 13 tháng 8. Trước đó, hồi tháng 6, doanh nhân sinh năm 1970 này bị tố cáo đe dọa giết một phụ nữ tên Han Seo-hee do đã tố cáo cựu thành viên BI của nhóm Icon liên quan đến việc buôn bán và sử dụng chất cấm. Tại phiên tòa, đại diện của Yang nói, đúng là ông có gặp gỡ cô Han, nhưng không đe dọa hoặc buộc cô khai báo sai sự thật. Tòa án Seoul sẽ tổ chức một phiên tòa khác vào giữa tháng 9 và bắt đầu xét xử vào tháng 10. Trước đó, cựu thành viên nhóm nhạc Big Bang, Seung Ri, bị tuyên án 3 năm tù giam vì tội môi giới mại dâm, đánh bạc. Seung Ri còn phải nộp khoản tiền phạt lên đến 1,15 tỷ won, tương đương 22,5 tỷ đồng. Hãng xe Lamborghini vừa trình làng mẫu xe xa xỉ với số lượng giới hạn có giá lên đến khoảng 60 tỷ đồng tại tuần lễ xe hơi Monterey ở bang California, Mỹ. Sản phẩm xa xỉ mới của Lamborghini có tên Countach, đặt theo tên của dòng xe cũ ra mắt cách đây đúng 50 năm của thương hiệu này. Giá chào bán lên đến 2,6 triệu đô la, tương đương gần 60 tỷ đồng. Đây là một trong những dòng xe hybrid đầu tiên của Lamborghini có hai chỗ ngồi. Cung cấp sức mạnh cho xe là khối động cơ V12 hút khí tự nhiên đặt dọc với dung tích 6,5 lít. Theo Lamborghini, sẽ chỉ có 12 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới. Dự kiến từ năm 2023, Lamborghini sẽ chuyển hướng sang sản xuất xe hybrid và chính thức bước vào mảng xe điện từ năm 2024 với mục tiêu bảo vệ môi trường. Cùng với mục tiêu bảo vệ môi trường, một cậu bé 11 tuổi người Anh đã thực hiện chuyến đi bộ dài hàng trăm km. Mục tiêu của cậu bé là đánh đồng ý thức của mọi người và thúc giục chính phủ Anh hành động mạnh hơn nữa trong việc hạn chế lượng khí thải carbon. Jude Walker đến từ phía bắc nước Anh. Em đang thực hiện hành trình đi bộ từ quê nhà đến thủ đô London để ủng hộ việc thu thuế nhằm chống lại việc xả khí thải carbon. Đoạn đường ước tính dài đến hơn 200 km. Chuyến đi của em kéo dài 21 ngày. Trước khi bắt đầu hành trình, em đã luyện tập cùng với gia đình. Mỗi ngày, em đi bộ hơn 10 km. Với hoạt động này, em mong chính phủ sẽ thực hiện thu thuế dựa trên việc xả thải carbon. Tôi rất tự hào về con trai của mình. Nó gần như đã vượt qua tất cả thử thách. Dự kiến, chuyến đi của Jude sẽ hoàn thành vào ngày mai 15 tháng 8 theo giờ Việt Nam, khi em tới được London. Hiện tại, văn bản kiến nghị thu thuế carbon của em đã có 57.000 chữ ký, cần 100.000 chữ ký để văn bản này được thảo luận tại Quốc hội Anh. Trong những ngày này, nếu đi vào rừng trên đảo Kyushu, Nhật Bản, người ta sẽ nhận được một bất ngờ đẹp đẽ. Một cuộc triển lãm đặc biệt kết hợp giữa nghệ thuật ánh sáng và thiên nhiên đang diễn ra tại đây. Tọa lạc tại công viên Mifuneyama Rakuen và được bao quanh bởi rừng cây, tác phẩm sắp đặt này xóa nhòa ranh giới giữa tự nhiên và nhân tạo và giúp khách tham quan đắm mình trong thiên nhiên. Chúng tôi nghĩ nghệ thuật kỹ thuật số và thiên nhiên dễ dàng hòa trộn vào nhau bởi vì chúng tôi vẽ bằng ánh sáng nên chúng tôi không phá hủy thiên nhiên. Chúng tôi không vẽ bằng mực hay sơn lên cây, lên đá. Vì vẽ bằng ánh sáng nên ban ngày tác phẩm sẽ biến mất. Ban đêm khu rừng trở thành tác phẩm nghệ thuật. Chúng tôi muốn mọi người nhận ra những vẻ đẹp nguyên bản. Những lá cây chính là tấm vải vẽ tranh tuyệt vời nhất cho chúng tôi. Cuộc triển lãm ngoạn mục này do nhóm nghệ thuật số Team Lab thực hiện và diễn ra đến tháng 11. Né chốt kiểm dịch còn dùng dao tấn công công an, hai đối tượng ở Cần Thơ vừa bị tòa tuyên phạt tổng cộng 2 năm 3 tháng tù giam. Phiên xét xử sơ thẩm diễn ra vào hôm qua tại Tòa án Nhân dân quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
Hai bị cáo là Nguyễn Hữu Tài sinh năm 1998 trú ở Kiên Giang và Phạm Nhật Quang sinh năm 1998 trú tại tỉnh Hậu Giang. Hai bị cáo này đã có hành vi trốn tránh khai báo y tế, dùng dao tấn công chiến sĩ công an khi bị truy đuổi vào ngày 13 tháng 7 năm 2021 tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Cái Răng, Cần Thơ. Tại tòa, hai bị cáo khai nhận đi từ quận Ninh Kiều sang quận Cái Răng để lấy thức ăn, nhưng thực chất là tìm kiếm cơ hội để trộm cắp. Cả hai không mang theo giấy tờ tùy thân nên lo ngại khi vào trạm khai báo y tế sẽ bị đóng phạt nên đã né chốt kiểm dịch COVID-19 rồi dùng dao đe dọa cán bộ công an để tẩu thoát. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Quang 1 năm 3 tháng tù, bị cáo Tài 1 năm tù cùng về tội chống người thi hành công vụ. Ngày 13 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú do đang mang thai đối với Nguyễn Thị Yến, 37 tuổi, về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, vào sáng ngày 9 tháng 8, một nhân viên của Nguyễn Thị Yến khi đi đến chốt kiểm soát dịch bệnh đã đưa ra giấy xác nhận đi lại do hộ kinh doanh Phi Yến cấp. Giấy đi lại do chủ hộ kinh doanh tự cấp là không đúng quy định, nên chốt kiểm dịch yêu cầu người này quay xe. Nhận tin báo, Yến cùng chồng là Phạm Công Nguyên đã đến chốt kiểm dịch. Dù đã được giải thích rõ ràng, nhưng hai vợ chồng Yến vẫn không đồng ý và kêu nhân viên cứ chạy xe qua chốt. Cả hai còn có hành động ngăn cản lực lượng làm nhiệm vụ và dùng lời lẽ xúc phạm, thách thức. Khi được yêu cầu về phường làm việc, Yến đã đánh và cào cấu một cán bộ công an phường, gây thương tích. Công an quận Phú Nhuận và quận 1 thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp bắt giữ hai đối tượng giả dạng công nhân ra đường trộm cắp tài sản, đó là Nguyễn Minh Phát sinh năm 1974 và Tô Ngọc Điệp sinh năm 1979 cùng ngụ quận 4. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận từ tháng 7 đến nay đã thực hiện 4 vụ trộm xe máy trên các địa bàn quận Phú Nhuận, quận 1 và quận Bình Thạnh. Thủ đoạn của chúng là đi rong trong các con hẻm để quan sát, nếu phát hiện nhà nào để xe không trông coi cẩn thận thì sẽ lấy cắp. Đặc biệt, để tránh các chốt kiểm tra phòng chống dịch trên đường, nhóm này còn trang bị đồ phản quang, áo bảo vệ như công nhân đang đi làm. Công an quận Phú Nhuận đã thu giữ 5 xe máy và đang mở rộng điều tra vụ án. Chiều qua, một vụ rò rỉ khí axit chlorhydric HCl đã xảy ra tại bến xe khách tỉnh Vĩnh Long. Đây là một loại khí độc hại có tính ăn mòn cao, thường được dùng trong công nghiệp. Khoảng 13 giờ hôm qua, ông Lê Văn Vân, ngụ thành phố Vĩnh Long, dừng xe trong bến xe khách Vĩnh Long, trên xe chở 15 khối khí HCl. Đến 16 giờ 40, khí HCl trong xe bị rò rỉ, bốc khói dữ dội cao khoảng 10 mét và tỏa ra xung quanh. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long đã điều 4 xe chữa cháy và 25 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, khắc phục sự cố rò rỉ ống dẫn khí. Sau hơn 2 giờ, sự cố được khắc phục. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do cổ khoang sang chiếc khí bị vỡ, dẫn đến khí bay ra ngoài. Thưa quý vị, vào lúc 20 giờ 30 phút tối nay, chương trình nghệ thuật có tên Ở nhà cùng vui sẽ được phát trên kênh YouTube Nghệ thuật Biểu diễn Việt Nam, trên Facebook của Cục Nghệ thuật Biểu diễn và nhiều nghệ sĩ. Đây là một trong chuỗi chương trình nghệ thuật trực tuyến san sẻ yêu thương vượt qua đại dịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khởi xướng nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, hỗ trợ tinh thần cho người dân trong thời điểm khó khăn này. Ở nhà cùng vui diễn ra tại 6 điểm cầu là Nhà hát Ca mối nhạc Hà Nội, Nhà hát Tuổi Trẻ, Nhà hát Cải lương Việt Nam, Nhà hát Trương Vương Đà Nẵng, nhà riêng của nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc Hà Nội và nhà riêng của nghệ sĩ Trương Ngọc Ánh thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do nghệ sĩ ưu tú Chí Trung và Hoa hậu Lương Thùy Linh dẫn dắt sẽ đem đến cho khán giả nhiều tiết mục ca mối nhạc thể hiện tình yêu quê hương đất nước do nhiều nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn. Kính thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục thực hiện chỉ thị số 16 với các biện pháp mạnh hơn nhằm kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh. Chúng ta đang trong những ngày cao điểm với quyết tâm và nỗ lực cao nhất sớm đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường. Rất mong quý vị trong thời gian này nghiêm túc chấp hành quy định chung, không đi ra đường khi không có việc thật cần thiết, đồng lòng chia sẻ hợp tác với các cơ quan có chức năng để đảm bảo việc thực hiện chỉ thị 16 đạt được kết quả như mong muốn để thành phố thân yêu của chúng ta có lại sự bình yên và an toàn. Và đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình 60 giây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.